Xin mến chào tất cả các anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì Thùy Hoàng rất là vui. Giờ này ở Việt Nam có lẽ tương đối các anh chị cũng đã đi ngủ rồi, nhưng mà ở Canada của Thùy Hoàng thì bây giờ đang là buổi sáng. Lời đầu tiên cho Thùy xin được giới thiệu, mình tên là Thùy Hoàng, hiện giờ đang sinh sống tại thành phố Vaughan, tỉnh Ontario, nước Canada. Anh chị thân mến, ở người Việt Nam mình thì không chỉ ở Việt Nam mà ở Canada và khắp nơi trên thế giới chúng ta thường hay có cái căn bệnh gọi là cái gì nhỉ? Nhức vò mỏi vai gáy này, rồi tai biến, nó không còn là xa lạ gì nữa. Và ngày hôm nay thì Thùy Hoàng có một cái buổi trò chuyện với một chị đến từ Hải Phòng về cái chủ đề chăm sóc sức khỏe chủ động, đặc biệt là dành cho câu chuyện cho những ai mà đang có bệnh nhức mỏi vai gáy hay là bị tai biến. Thì trước khi mình bắt đầu thì em xin mời chị Thủy, chị có thể giới thiệu đôi chút về bản thân chị được không ạ? Vâng, rất là cảm ơn Thủy Hoàng. Xin chào Thủy Hoàng và xin chào tất cả các anh các chị. Mình là Thủy, mình đang công tác ở trong ngành báo chí tại Hải Phòng, Việt Nam. Rất là vui là hôm nay được lên đây cùng nói chuyện với các anh chị và Thủy Hoàng. Dạ vâng, cảm ơn chị Thủy. Chị Thủy ơi, chị có thể cho em hỏi đôi chút là nếu như đó ở cương vị là một nhà báo không liên quan, không phải bác sĩ cũng không phải y tá, không liên quan đến ngành y, nhưng mà chị quan điểm như thế nào về cái việc mà chăm sóc sức khỏe chủ động cho bản thân mình cũng như là cho gia đình mình? Rất cảm ơn Thủy Hoàng. Là thực ra là mình cũng giống như nhiều người ấy, là trước đây thì vẫn cứ quan niệm là thôi cứ ăn uống là được thôi, và khi nào ốm thì đến bệnh viện và nhờ bác sĩ chữa bệnh. Thế nhưng mà thực ra là qua 5 năm vừa qua thì có thể nói là nhất, đặc biệt là nhất trong thời gian gần đây, thì nó làm thay đổi toàn bộ cái suy nghĩ của mình như thế. Và mình thấy rằng cái việc chăm sóc sức khỏe chủ động là vô cùng cần thiết. Bởi vì sao? Là trong 5 năm trở lại đây thì gia đình mình, là xung quanh mình là người rất nhiều cái người ngay trong gia đình mình là mấy người ốm, người thân của mình sức khỏe rất là yếu, như là bố đẻ của mình, rồi bản thân người mẹ chồng, rồi đến đến mình nữa. Thế và đặc biệt là trong cái dịp mà cuối năm 2020 ấy, thì là bố mình là bị một cái cơn bạo bệnh mà làm cho cả gia đình gần như là dồn hết cái sức lực vào đó để chăm sóc bố. Mà khi mà chăm sóc bố là bố cũng chưa được khỏe hẳn đấy, thì lại xảy ra một cái việc nữa là cậu em rể thì bạn ấy bị tai biến. Thế cho nên là có thể nói rằng là cái việc mà dẫn đến những cái việc như thế là do là quá trình ở trước đây là mình cũng xem nhẹ cái việc là chăm sóc sức khỏe là chủ động, cho nên là qua đó thì mình thấy rằng cái việc chăm sóc sức khỏe chủ động vô cùng là cần thiết. À, rồi có lẽ là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ đúng không? Lúc mình còn trẻ sức còn nhiều thì mình chưa có quan tâm đâu phải không ạ? Và khi mà người thân bên quanh mình tất cả dần dần rồi cũng giống mình luôn, cứ ốm dần xếp hàng đấy phải không? Xếp hàng ốm dần là mình bắt đầu lo lắng đúng không ạ? Yes, hiển nhiên là như mà bố mẹ chị ở cái tuổi già thì không bệnh này cũng sẽ bệnh kia, nhưng mà một vài người ở tuổi trẻ luôn đấy cũng đã bị giống như là như chị vừa kể, đó là em rể của chị đúng không ạ? À, chị có thể cho chia sẻ thêm là em rể của chị năm nay bao nhiêu tuổi và trước khi bị tai biến đó thì cái tình hình sức khỏe của anh ấy như thế nào ạ? Em rể của mình thì năm nay là cậu ấy là 51 tuổi. Và trước khi mà xảy ra cái tai biến đấy thì mọi người đều nhìn thấy là đấy là một người đàn ông là rất là khỏe mạnh. Vì ăn tốt này, ngủ tốt này, và còn rất là chăm thể dục nữa. Thế mà không ngờ lại lại xảy ra một cái vụ tai biến như thế. Thực sự cả nhà là rơi vào tình trạng là rất là hoảng hốt. Không thể ngờ xảy ra cái việc như vậy. Không ngờ mà nó đã xảy ra đúng không ạ? Vậy thì nhưng hiển nhiên là khi mà anh ấy bị tai biến như vậy thì ngoài cái việc là mình sẽ đưa đến bệnh viện và điều trị những cái phương pháp của thuốc Tây thì gia đình có quyết định cho anh ấy sử dụng những cái liệu pháp gì, ví dụ như bơm châm cứu, bấm huyệt, thuốc nam hay thuốc bắc gì đó không hả chị? Ngay sau khi xảy ra cái việc mà tai biến đấy thì gia đình cũng ngay lập tức là đưa vào bệnh viện. Và trong cái thời gian đầu, trong cái thời gian phải nói là thời gian 20 ngày đầu ấy, thì hoàn toàn là tuân thủ theo cái phác đồ điều trị của bác sĩ đầu. Và nhưng mà sau 20 ngày đấy thì là được chăm sóc rất là tốt rồi, thế nhưng mà vẫn trong cái tình trạng là cậu ấy vẫn trong tình trạng là mê sảng, trong tình trạng mê sảng mà không tự
không không nhấc người dậy được. Đấy là khi mà tất cả mọi sinh hoạt là tất cả mọi sinh hoạt là mọi người đều phải phải hỗ trợ, mà đặc biệt là mê sản, vẫn trong tình trạng mê sản. Thế cho nên là thấy rằng là tình hình như này thì không thể nào mà yên tâm được, cho nên là lúc bây giờ gia đình mới quyết định là đưa cho hỗ trợ cho cậu ấy một cái sản phẩm, đó là dòng thảo dược của Nuskin. Và có thể nói rằng là khi mà đưa vào thì trong một thời gian rất là ngắn thì đã thấy một cái sự biến chuyển rất là rõ ràng. Vậy chị nói là dùng một phát đồ một gói những cái sản phẩm của Pharmanex Nu Skin, vậy thì cụ thể là em rể của chị đã dùng những cái sản phẩm gì, chị có thể kể tên được không ạ? Khi mà đưa dùng đấy thì dùng đâu tất cả khoảng năm cái sản phẩm, một là Life Fast, hai là nước cốt G3, thứ ba là Bio Ginkgo, và cái thứ tư nữa là đặc biệt là hai cái sản phẩm là R2 và Wisepan, nó là dòng là Azilog R2 và Wisepan. Nếu mà nói vậy thì đây chính là hai cái lọ này đây đúng không chị, lọ Wisepan? Đúng rồi đấy là Wisepan đấy, Azilog Wisepan. Cái này là R2 này. Riêng cái lọ Wisepan này thì em nói thật là em không có bị tai biến gì đâu, nhưng mà hai vợ chồng em đã cùng với gia đình em ở Việt Nam mà đã sử dụng, là mẹ em ấy là sử dụng 5 năm nay rồi. Phải dùng từ là rất là tuyệt vời. Tại vì mình không có chờ là có bệnh rồi, chờ tai biến rồi mới dùng, mà phải phòng bệnh trước khi chữa bệnh ấy. Em cũng rất là thích. Vậy chị có thể chia sẻ là sau khi mà cho anh em rể của chị sử dụng như vậy ấy, thì cái kết quả mà anh ấy đã đạt được từ những cái thảo dược của Wisepan hay là của Pharmanex như thế nào? Bao nhiêu lâu ấy thì mình thấy có được cái kết quả? Cũng không thể ngờ rằng là cái hiệu quả nó cũng nhanh như thế. Bởi vì là sau 20 ngày, tức là đã bỏ qua cái giai đoạn rất là quý là sau 20 ngày, cho nên là cũng không chưa cho dùng, thì đến sau 20 ngày bắt đầu mới cho dùng. 20 ngày mới cho dùng thì đúng chỉ sau 20 ngày sau thì đã có một sự thay đổi rất là rõ rồi. 20 ngày sau thì bắt đầu là đã đi bước, bây giờ là đã được chuyển từ trên bệnh viện Bạch Mai về một cái bệnh viện là mang tính là phục hồi chức năng, và lúc bây giờ là đã đi vững rồi. Thực sự là vô cùng là ngạc nhiên, là lúc đầu mình cũng lo lắm, bởi vì lẽ ra mình cứ nghĩ là nếu như được dùng ngay từ đầu có phải tốt hơn, không biết là dùng muộn như này thì thế nào. Nhưng quả thực là cũng may, có thể là do là bạn ấy vẫn ở cái tuổi là trẻ, cái tuổi của đàn ông 50, nó cũng phát huy hiệu quả rất cao. Nhưng mà rõ rệt sau 20 ngày là đi được. Tuyệt vời. Vậy cho đến ngày hôm nay thì là anh ấy còn đi lại bình thường, trở lại hoạt động cuộc sống bình thường chứ, đúng không chị? Rất là mừng là sau 3 tháng. Sau 3 tháng thì đó có một cái câu chuyện, một cái kỷ niệm mà cả nhà cứ nói chuyện với nhau là mừng lắm. Mà cứ là cái mừng là như này, khoảng 3 tháng đấy thì là bác sĩ hẹn lên trên để khám lại. Thì bác sĩ cứ nghĩ rằng là bây giờ là gia đình vẫn phải dìu bệnh nhân vào, và bác sĩ ở trong phòng khám mới gọi ra là gia đình bệnh nhân dìu bệnh nhân vào, thì và còn nhắc những người ngồi bên ngoài là các xin mời các bác là làm ơn là ngồi dẹp lại. Thế nhưng mà lúc bây giờ thì vừa mới nói xong thì thấy là cậu ấy đi vào trong phòng, đi rất là vững vàng, đi một mình vào trong phòng. Bác sĩ ngạc nhiên quá và nói rằng là đây là trường hợp hồi phục nhanh ngoài sức tưởng tượng. Ngoài sức tưởng tượng. Thì đấy, thì khi mà sau 3 tháng ấy thì bắt đầu là cậu ấy nâng được bắt cơm, bê được bắt cơm lên ăn. Thế và cậu ấy bắt đầu là lái được xe máy để đi làm. Mặc dù lúc bây giờ là nó cũng chưa được khỏe lắm nhưng mà đã làm được việc đấy. Thì cô em gái của mình có kể lại là đấy cũng là một điều vô cùng là mừng rỡ và ngạc nhiên. Bởi vì là lúc mà bắt đầu bị tai biến và vào trong bệnh viện ấy thì có chụp cái phim và gửi đi lên trên bệnh viện 108, là một cái bệnh viện rất là uy tín. Và bác sĩ bệnh viện 108 đi xem cái phim đó và gửi cái kết quả về và nói với lại bác sĩ ở dưới Hải Phòng và gia đình là trường hợp này là liệt bên trái, liệt tay trái là cái chắc. Thế nhưng kết quả là như vậy. Bây giờ thì bạn ấy khỏe rất là khỏe rồi, bạn ấy lái xe và đi làm bình thường.
Rồi, quá tuyệt vời luôn. Chúc À. mừng cho gia đình của chị đúng không ạ? Vậy cho em hỏi là đến ngày hôm nay thì anh em rể đó của chị, anh ấy còn sử dụng những cái sản phẩm như là Wispan này nữa không? Có đều uống đều nữa không ạ? Còn uống không? Sau hai dùng hai hai tháng ấy, thì là bạn ấy thì hiện nay là bạn cũng chưa dùng tiếp, cũng thấy là cái sức khỏe cũng khá tốt rồi, và bạn cũng nói là nếu như mà sau mà thấy như nào cần thì bạn ấy sẽ dùng thêm. À, rồi, vậy quá tốt rồi. Cảm ơn chị Thủy về buổi trò chuyện ngày hôm nay đã dành thời gian lên đây để chị em mình có một cái chương trình giao lưu về chương trình chăm sóc sức khỏe. Vậy thì bây giờ chính là thời điểm của các anh chị. Chúc mừng cho tất cả các anh chị em nào đã nghe, đã xem, lắng nghe câu chuyện người thật, việc thật của nhà báo Thu Thu Thủy đến từ Hải Phòng, từ một câu chuyện của người em rể bị bệnh tai biến. Vậy thì anh chị trong gia đình mình, hoặc anh chị có người thân, người quen, bạn bè cũng có cái trường hợp như vậy, các anh chị, hay đơn giản các anh chị là người bình thường thôi nhưng các anh chị đang có sức khỏe ở số 7, các anh chị muốn tăng nó lên số 10, vậy các anh chị hãy liên lạc với chị Thu Thủy ở Việt Nam để có thể hỏi chị để tìm đặt mua những cái thảo dược Wispan này chẳng hạn, để hỗ trợ cho sức khỏe của bản thân cũng như gia đình mình. Và đây là thời điểm của các anh chị, chúc các anh chị có một cái sức khỏe thật là tốt để chúng ta không chỉ là duy trì được cái cuộc sống hiện tại mà chúng ta còn vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này, trong khi mà Việt Nam đang có cái đại dịch viêm phổi cấp nó rất là căng thẳng đúng không các anh chị? Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn vào những cái chương trình lần tới của hai chị em. Chị Thủy có thể mở mic và chào mọi người. Dạ vâng, rất cảm ơn Thủy Hoàng và xin chào các anh các chị và chào Thủy Hoàng. Cũng nhân đây Thủy cũng gửi một cái lời chúc là chúc tất cả chúng ta là ai cũng có một cái sức khỏe thật là tốt, và để có sức khỏe tốt đấy thì chúng ta cũng có cái sự thay đổi về cái quan niệm là chăm sóc sức khỏe chủ động, để làm sao chúng ta khỏe mà không phải đợi đến lúc đi bệnh viện ốm mới dùng thuốc. Rồi, Cảm ơn Thùy Hoàng và cảm ơn mọi ok. người. Chào mọi người.